bản lĩnh của chó Rottweiler đực giống Marvin, trại chó Rottweiler Gerby Hà Nội. Gặp chó cái rất là to và khó tính, Marvin thể hiện cái độ lì lợm và bản lĩnh của một con chó đực. Mời mọi người cùng xem Marvin và Dakota của trại chó Rottweiler Gerby và cảm nhận cái sự mạnh mẽ, cái bản lĩnh của một con chó đực. Dakota thì trại mình đã cho nghỉ sinh sản, cho nên là không có giúp đỡ cho cái ca ghép đôi này, mà để hoàn toàn tự nhiên, bởi vì biết là nó cũng sẽ không thể nào mà nó có thể hoàn thành được. Để quay video để cho mọi người thấy được một cái mặt khác của các cái quá trình ghép đôi của những cái giống chó to, nó rất là khó. Và những cái con đực nó thực sự bản lĩnh thì nó mới hoàn thành được cái nhiệm vụ di truyền nòi giống của bản thân nó. Rất nhiều con đực nó sẽ sau một lần con cái nó tấn công, bất mãn nó tấn công, thì rất nhiều con đực nó sẽ bị tròn, nó sợ và nó sẽ không còn dám lại gần cái con cái tấn công nó nữa. Thì mọi người xem và mọi người có thể cảm nhận được cái sự mạnh mẽ ở trong cái tính cách của Marvin. Dakota là cân nặng 49-50 cân đấy, coi như tương đương với lại Marvin nặng hơn Dakota một chút thôi. Thì mời mọi người cùng xem.